Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Hey yo, hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với ngày thứ tư, ngày mà khẩu nghiệp lên ngôi và cái tôi sẽ được dẹp bỏ, nơi mà những câu hỏi của các bạn sẽ được giải đáp, chỗ mà những tâm sự của các bạn sẽ được giải bày. Chào mừng những người đã quen, những người sắp quen và những người không bao giờ quen đã đến với Bắp Phu Kể Chuyện và tôi Sino Official, tập trưởng tập phái đây. Ok các bạn à, chờ mãi thì mới hết một tuần để đến với thứ tư để chúng ta có thể cùng nhau ngồi lại đây và nói chuyện cùng với nhau tiếp. Và nếu như bạn nào có bất kỳ câu hỏi nào hoặc bất kỳ cái tâm sự, cái chia sẻ nào mà các bạn khó nói ra ngoài thì các bạn có thể bình luận phía bên dưới để giải bày nha. Thì mỗi ngày nó sẽ chọn ra những câu hỏi được nhiều người hỏi nhất, hoặc những cái tâm sự hay những cái trải lòng hay nhất và ý nghĩa nhất để đưa lên Bắp Phu Kể Chuyện để chia sẻ đến với nhiều người hơn nha các bạn ơi. Và các bạn cũng đừng quên rằng ngày 1/1/2023 đây, thế nên bọn mình sẽ tổ chức cái phần meeting thứ hai tại nhà hát Hòa Bình, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi tin chi tiết mình sẽ để bên dưới cái phần mô tả, thì các bạn có thể xuống dưới để lấy cái đường link và mua vé nha các bạn ơi. Và còn một điều nữa, nếu như bạn nào đã lỡ ghé qua cái video này thì các bạn đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho kênh YouTube Sino Official nếu như các bạn thấy cái video này hay nha. Những điều đó nó vô cùng miễn phí đối với các bạn, nhưng nó lại là cái động lực rất lớn để mình làm ra những video hay hơn cho các bạn cùng xem đó. Đặc biệt hết, nếu bạn nào ở Siro thì các bạn đừng quên theo dõi kênh Siro Blog. Đó là kênh về Roblox của Siro. Và nếu như bạn nào có bất kỳ thử thách hay bất kỳ con game nào mà các bạn muốn luôn chơi ở trong Roblox thì đừng quên để lại bình luận bên dưới nha các bạn ơi. Nói chung mấy này cũng trở thành con nghiện Roblox rồi anh em ạ. Không ngờ nó hay đến vậy. Và nếu như bạn không biết hay không tin hơn về Ro thì các bạn hãy tham gia group bộ tộc sói nha các bạn. Mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả luôn nha. Thì sắp tới mình sẽ cho hồi sinh lại cái series huyền thoại với là reaction bộ tộc sói, nhưng mà mình sẽ đăng ở bên kênh vlog của mình ở đây nha các bạn. Được rồi, nói chung là chúng ta đã hết rồi là một phút quảng cáo rồi, hoặc cũng có thể là hơn một phút rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên nha anh em. User xx 4dd 2 lb 8y, anh ơi, anh nghĩ sao về fanship vịt rô không tôn trọng fanship Ruro và Ruby ạ? Mong manh ghét nhé. Theo quan điểm cá nhân của tôi, cái này là cái câu mà mấy cái ông mà gọi là trên mạng mà chuẩn bị mà chửi nhau là chuẩn bị hay nói cái câu này không? Theo quan điểm cá nhân của em rồi đó, là chúng ta phải xem map trước đó anh em, mà chúng ta phải coi map này nó có bao nhiêu level đã ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tôi nghĩ là 100 level đó các bạn. Là nhảy tới công chuyện luôn á. Oh my god. Thật ra theo như quan điểm của tôi á, thì không có cộng đồng nào gọi là gây quơ hay là chửi nhau là xích mích với cộng đồng nào hết. Nó chỉ cơ bản là một cá nhân với một cá nhân. Tức là các bạn chỉ lướt TikTok, các bạn thấy một số ít người ship dịch rô, sau đó đi qua nói cầm đu rô, sau đó các bạn lại nhảy dựng lên, các bạn bảo là là do các bạn ship cặp vịt rô nói như thế này với cặp đu rô. Oh my god. Xong rồi gì nó đâm mấy ông ship cặp vịt rô á cũng nói lại mấy bạn đu rô. Thật sự thì theo cá nhân của tôi thấy á, thì nó là như vậy nè các bạn. Nó cơ bản là sở thích của từng người, mà tại sao mình lại phải gọi là chọc vào sở thích của người ta, xong rồi mình phải phán xét này kia đúng không? Cầm nào trước cầm nào sau nó đâu có quan trọng. Nó quan trọng là mình thích cái nào thì mình làm cái đó thôi. Ví dụ các bạn là thích tôi chơi với Ruby thì ok, các bạn ship Ruro là bình thường. Các bạn thích Ru chơi với dịch, các bạn thấy gọi là Ru với dịch là hợp tính, các bạn ship dịch Ru bình thường. Thật ra tôi chẳng có vấn đề với việc đó cả các bạn, miễn các bạn đừng ship lố là được. Mà tính ra là tôi cũng chưa có vấn đề với bạn hết, là hai bên đã chửi nhau sầm rồi. Nói chung thì mấy bữa nay tôi lướt ở trên gọi là TikTok rồi đó, tôi cũng thấy nhiều lắm. Mà tôi để ý nha, hình như là tất cả mọi cái drama hay là tất cả những cái gây quơ đồ đó là nó toàn xuất phát từ TikTok thì phải. Kiểu mấy bạn kiểu gắn mấy cái clip kiểu vô, xong rồi các bạn kiểu ghi những cái lời đả kích này nọ nọ kia, nó tiêu cực quái đạn luôn các bạn ạ. Thật sự ấy, mình không biết là các bạn có muốn gọi là làm một cái video và các bạn có tôn trọng khán giả của các bạn hay không, nhưng một người mà thật sự mà người ta tôn trọng khán giả của người ta, người ta sẽ không khiến cho khán giả của người ta buồn. Và tất nhiên là để không khiến cho khán giả người ta buồn á thì người ta phải làm gì ạ? À? Không đăng những cái tiêu cực, đúng không? Nên là cái việc mà các bạn kiểu đăng những cái video TikTok hay là những cái video YouTube lên để nói về cái việc mà so sánh giữa gọi là Ruro hay là vịt rô á, xong rồi các bạn kiểu khiến nhiều người kiểu cảm thấy kiểu ồ cái này là gây quơ, thật sự là cái đó là không tôn trọng khán giả lắm đâu anh em ạ. Thật sự đối với tôi là vậy thôi nha. Còn đối với người khác sao tôi không biết, có thể là gì đó là do cái sống họ, nhưng mà đối với tôi là cái việc đó nó không tôn trọng khán giả miếng nào hết. Và thật sự thì đối với bản thân tôi thì tại sao mình lại phải cãi nhau về cái vấn đề nó nhỏ nhoi như vậy nhờ. Nó chẳng qua nó chỉ là một cá nhân với cá nhân thôi, chứ chẳng qua là nó chẳng có một cái cộng đồng nào rồi là đánh với cộng đồng nào cả. Nên là đừng có nói về cái việc gọi là tất cả các bạn fan ship cặp Ruro nói về vịt rô. Thật ra bản thân các bạn cho phép những cái luồng thông tin tiêu cực nó vào đầu các bạn thì các bạn mới cảm thấy phiền. Chứ nếu như mà các bạn không cho nó vào đầu các bạn chặn hết những cái video kiểu nói xấu cái cặp của các bạn đi thì các bạn cũng chẳng có
có cái gì mà phải gọi là hỏi luôn á, thề thật sự. Hồi đó tôi cũng hay bị mấy cái tiêu cực làm ảnh hưởng lắm, nhưng mà dạo gần đây mà tôi thấy là tôi chặn hết luôn à. Đều là Hello Team mà các bạn, đều là Hero Media mà, tại sao lại phải so sánh nhau như vậy nhỉ? Tôi thì tôi chơi với cả hai đều vui nha. Đấy, thế thôi. Và đặc biệt không thể quên nữa nha, không drama nữa nha. Mình là cái gì? Mình là một gia đình, chúng ta là phải vui với nhau, không gây drama như vậy. Cindy Chanel, em có một câu hỏi cho anh trong bắt cua kể chuyện lần sau ạ. Vì sao em thấy anh thường chơi với Ruby nhiều vậy ạ? Em thấy đa số video của Ro là có mặt Ruby không hà? Thật ra là tôi thường hay quay với Ruby á, là tại vì dạo thời gian gần đây khi mà vào công ty rồi, các thành viên của Hero á rất là bận luôn các bạn ạ. Nên là mình sẽ hạn chế rủ mọi người quay video nhiều. Bởi vì nếu như mà rủ mọi người video nhiều thì sẽ mình ngốn mất thời gian của mọi người, và mọi người sẽ không có thời gian để đi làm những công việc khác cho công ty. Và thật sự cách quay video với cách quay cách nói chuyện của Ru thì thật sự là khá là hợp tính mình các bạn ạ. Nói chung là hai anh em cùng tần số các bạn. Tất cả là khi mà mình mà quay với Ruby á, không phải là do là mình quay với Ruby mình nhiều tiếng cười hơn đâu. Có nhiều anh em bảo là thấy mình quay với Ruby vui hơn nhiều người khác trong Hero Team No nha. Chẳng qua là bây giờ mọi người nhiều việc hơn nên là cái cách kiểu mọi người kiểu bị thay đổi á, mọi người phải trưởng thành hơn á. Bây giờ mọi người không thể nào mà giữ cái tư tưởng gọi là trẻ thơ mãi như trước được, kiểu con người ai cũng phải có sự thay đổi á các bạn. Và bây giờ thì cái sự thay đổi đó nó thấy rõ rệt hơn khi mà bọn mình vào công ty á anh em, bởi vì bây giờ mọi người cần phải lo rất là nhiều chi phí, rất là nhiều kiểu những cái vấn đề liên quan đến công việc cái thứ á. Nó là thường là cái đầu óc mọi người sẽ luôn trong cái tình trạng căng thẳng 100% á. Nó là nếu như mà anh em cảm thấy kiểu Hero Team bọn mình dạo gần đây có những cái thay đổi á thì anh em cũng thông cảm nha. Nhưng yên tâm anh em, mà bọn mình sẽ cố gắng lấy lại cái mood tinh thần để có thể gọi là làm việc ổn thỏa và quay video cho các bạn vui nhất có thể nha các bạn. Và cái việc mà mình quay với Ruby nhiều thì thật sự ra là mình với Ruby kiểu khá là dễ và không có bị delay trong cái việc gọi là quay video á anh em. Chỉ cần là mình hú thôi, mình kêu ê Ruby quay video không, ok anh quay video, là mình sẽ vô mình quay, Ruby quay cho mình, sau đó mình quay ngược lại cho Ruby đó. Và thật sự ra thì hai anh em bọn mình thì clear video khá là nhanh, nên là mình rất là thích rủ Ruby quay video luôn. Với cả thêm một cái là Ruby kiểu nói chuyện khá là hợp á. Yeah. Ok, câu hỏi tiếp theo. Bia Team 08. Em thấy bạn số 3 anh trả lời, em thấy anh cũng không phải là không giỏi lắm mà kiểu nó chiêu và đi hướng tài năng và biêu hài. Yep, em nghĩ vậy. Yeah. Ông coi video của tôi riêng bị nhiễm đúng không? Yes sir, rồi đúng không? Đâu có hề biển nha. Thật ra tôi cũng không có tự nhận mình là một người tài năng thấy gì đâu, chẳng qua là cái sự may mắn của tôi thôi anh em. Có nhiều anh em kêu là tôi bắt cua hay, thật ra là tôi thấy tôi bắt cua cũng tầm thẳng tầm trung à. Kiểu tôi thấy nhiều bạn bắt cua hay hơn tôi nhiều, chẳng qua là tôi được một cái sự may mắn, đó chính là được các bạn yêu, các bạn thương đó, xong rồi các bạn ủng hộ cho tôi đấy, nên là có silo của ngày hôm nay. Chứ thật ra nếu như mà không nhờ các bạn thì cũng đâu có tôi đâu. Đó là sao tôi cảm thấy cái điều đó là cái sự may mắn nhiều hơn là cái sự tài năng của mình á. Còn hài hước á thì tôi cũng không phải là thuộc dạng hài hước lắm đâu anh em, mà chỉ căn bản là do là tôi thấy gì hay trên mạng, xong rồi kiểu mấy câu trên trend á là tôi lôi vô những cái câu nói của tôi thôi. Chứ còn về tính hài hước á hả, tôi âm vô cực luôn á mấy ba. Mà cũng một phần á là cái sự hài hước của tôi nó đến từ cái việc gọi là tôi phải chữ thề nè, rồi tôi nói những cái kiểu nó hơi lớn một xíu anh em à. Nhưng mà bây giờ thì kiểu mình bắt đầu gọi là có ý thức hơn về việc gọi là kênh mình có nhiều bạn nhỏ nhỏ coi rồi, nên là mình không có làm cái đấy được, mình không có nói những cái đấy được. Nên là nhiều khi mà các bạn kêu là Ro biến chất, biến chất thiệt á mấy má, tại vì bây giờ là không có dám nói những cái kiểu như là nó nặng quá nữa anh em à. Bây giờ chỉ nói tấu hài, chỉ tấu hài trong một cái mức độ nào đấy thôi đó. Thì nói chung là đó là tất cả những gì mà các bạn muốn nghe đúng không. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng mà Ro lại tắm hai lần trong một cái hố lava rồi đó, quái đạn thiệt. Cái phong cách quay của tôi đó giờ là kiểu tôi có sao tôi nói vậy, mà đặc biệt hơn cái là cái bắt cua cái chuyện này là một cái anh em sẽ thấy rõ nhất, do bắt cua cái chuyện ít tấu hài luôn á. Còn về những cái tài năng của tôi á thì ví dụ như các bạn sẽ bảo là anh biết rap nè, anh biết beatbox bla 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 này kia, thì thật sự ra là những cái đó mình học chỉ có những cái phần gọi là mình học mình biết thôi các bạn ạ. Mình biết thôi chứ không phải là mình chuyên mình sâu về nói đâu, tức là mình biết thôi, mình biết về những cái đấy thôi đó, xong rồi mình làm ở cái mức tầm trung thôi, mình có thể làm những cái đó ở mức tầm trung thôi. Ví dụ như beatbox thì mình có thể làm những âm cơ bản như là đó, ví dụ như vậy. Còn rap thì ví dụ mình cũng sẽ viết được những cái phần kiểu nó cơ bản đó, nó tương tự như vậy. Thực sự ra nói mình tài năng thì đến hiện tại là mình vẫn chưa biết mình tài năng chỗ nào, bởi vì căn bản là mình vẫn đang cố gắng, mình học hỏi, mình trau dồi mỗi ngày. Có cái sự tài năng duy nhất của tôi đó chính là tài năng yêu các bạn. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là của bạn Tan Vũ Minh 9645. Em có một câu hỏi, fan meeting có phát trực tiếp trên YouTube không ạ? Có nha bạn. Fan meeting bọn mình sẽ phát trực tiếp trên rất nhiều nền tảng nha các bạn ơi, nên là các bạn có thể theo dõi những cái
phát trực tiếp đó của bọn mình. Và phát trực tiếp ở đâu thì bọn mình sẽ có một cái thông báo đến với các bạn nha các bạn. Nên là các bạn phải bấm theo dõi những cái trang Facebook cá nhân, những cái fanpage của Hero Team bọn mình, cũng như là tham gia vào những cái group, ví dụ như group bộ tổng sói đó các bạn. Thì bọn mình sẽ cập nhật những cái thông tin cũng như là bọn mình sẽ chia sẻ những cái livestream lên trên những cái group của bọn mình để cho các bạn có thể biết được là mình, các bạn sẽ xem gọi là phát trực tiếp ở đâu. Đó kiểu kiểu vậy. Nhưng không sao anh em mà, mình không tài năng, mình sẽ cố gắng tập để có thể đưa đến các bạn những cái gọi là VIP nhất, để cho các bạn có thể gọi là xứng đáng cái sự yêu quý mà các bạn dành cho Rô. Rồi tiếp theo, Aile 7846. Wow, anh Vịt Bận mà xuất hiện trong MV Thiên Hen. Cái đó là bận đó ba. Đi quay MV không bận chứ là cái gì? Không lẽ đi quay MV là bận đồ, bận quần, bận áo, chứ không phải là bận kiểu không có thời gian hả? Nói chung á là Vịt bây giờ Vịt lo nhiều thứ lắm. Vịt lo cái đó ngoại nè, nói chuyện với đối tác nè, xong rồi Vịt lo tùm lum thứ hết. Vịt còn phải lo cho công ty của bọn mình hàng ngày nữa. Và bên cạnh đó thì Vịt sẽ nhận những cái kiểu chất nhỏ nhỏ, ví dụ như là đi quay MV hay gì đấy, và đó cũng là công việc của công ty nha. Và đó là bận đó. Oh my god, có nhiều bạn kiểu vẫn còn đang chưa hiểu cái nghĩa chữ bận á. Anh em, bận là mình không có thời gian để mình làm cái kiểu việc khác á. Và Vịt đang hiện tại rất là bận và Vịt phải đi làm rất là nhiều thứ ở bên ngoài thay vì làm YouTube. Nhưng mà sắp tới thì Vịt có khả năng sẽ quay về YouTube càng sớm càng tốt, tại vì mình đã có nói chuyện với Vịt rồi thì Vịt nói yes, chắc chắn anh sẽ trở về YouTube quay gần nhất rồi. Chắc chắn là như vậy đó. Còn chừng nào Vịt quay trở lại thì tôi không biết nha, mà anh em cứ theo dõi đi các bạn. Anh em cứ theo dõi đi các bạn. Ủa, Dana Yusido 8920, anh ơi bữa nào anh quay 100 ngày sinh tồn đi, hổm giờ em coi lại những video cũ 100 ngày sinh tồn của anh mà em thấy chán quá mong anh rep. Ok, bây giờ quay 100 ngày sinh tồn thì tôi cũng muốn quay lắm anh em ạ, nhưng mà cái căn bản là những cái phiên bản mới thì bây giờ là mình quay rồi. Đó, 1.18 là mình cũng quay rồi, đó là những cái mà thử thách khó nhất là mình quay rồi. Và bây giờ mình không biết, nhưng mà bây giờ mình quay gọi là 100 ngày sinh tồn thì mình sẽ làm cái thử thách gì? Anh em nào mà có cái thử thách nào và muốn Rô quay 100 ngày sinh tồn thì đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha các bạn. Thì nếu như mà cái thử thách nào nằm trong khả năng của Rô hoặc là Rô có khả năng làm được, của hai con này giống nhau mà ta. Ok, nói chung là nằm trong khả năng của Rô thì Rô sẽ cố gắng để có thể làm ra một cái video 100 ngày sinh tồn cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn nhớ đây là bình luận phía bên dưới nha. Chút nè 1784. Nếu mấy bạn anti chửi fan của anh sẽ làm gì, mong anh trả lời. Ủa, anti của tôi có chửi fan tôi hết ra? Ủa, tôi tưởng anti tôi là phải chửi tôi chứ mắc gì chửi fan tôi trời. Thật sự ra thì hồi đó là mình cũng có nói về cái vấn đề mà anti với lại là không anti rồi đó. Thật ra là không biết làm gì luôn á mấy má, được không? Không biết làm gì được, tại vì căn bản là người ta đã ghét mình rồi thì người ta sẽ vẫn là ghét thôi. Còn nếu như mà tự nhiên một khoảng thời gian rồi đó người ta đang ghét mình, cái người ta chuyển qua người ta thích mình thì đó là một sự may mắn. Nhưng mà nhìn chung lại thì những người mà khi mà người ta đã ghét mình rồi thì mình làm cái gì người ta cũng ghét mình hết á các bạn ơi. Nói là bây giờ mình có làm gì đi chăng nữa thì người ta vẫn chửi thôi. À, thật sự ra thì cái việc mà người ta chửi tôi hay là cái gì đó thì tôi lại không thấy giận. Bởi vì phải nói thật là cũng nhờ những cái bạn anti mà Siro mới có thể thay đổi được từng ngày để trở nên tốt hơn, và có thể khắc phục được những cái lỗi sai của mình và biết được là mình đang gọi là bị thiếu sót ở đâu và mọi người đang không thích mình ở điểm nào. Hồi đó thì tôi rất là ghét anti fan nha, nhưng mà bây giờ thì đỡ rồi. Và tôi chỉ mong là những bạn khán giả của tôi có thể nghĩ được cái điều đó thôi, là đừng cãi nhau với anti fan nữa. Bởi vì căn bản là các bạn có cãi nhau về cái việc gọi là các bạn nói về gọi là idol bạn này kia, mà một khi người ta đã ghét rồi thì các bạn có nói như nào cũng không được đâu. Chỉ trừ khi là người ta tự nhìn nhận ra vấn đề và người ta sẽ không ghét nữa. Ừ, nó kiểu vậy á. Và thật sự thì các bạn cũng không có cần phải bảo vệ tôi đến cái mức mà anti fan chửi tôi một câu là các bạn chửi lại một câu, không cần. Thật ra thì các bạn bảo vệ tôi vậy tôi rất là vui, nhưng mà nếu như mà các bạn cứ bảo vệ tôi như vậy á thì các bạn sẽ là người bị kiểu mấy bạn đó kiểu chửi nhiều á. Và tôi lại không thích cái việc đấy lắm, tại vì tôi không thích ai gọi là đi gọi là nói khán giả tôi nãy nọ hết. Và thật sự thì khi mà sống ở trên cái cuộc đời này á, chúng ta phải có người ghét, chúng ta phải có người thương thì nó mới là cuộc đời anh em ạ. Còn nếu như mà cuộc đời mà ai cũng thương mình hết, ai cũng thích mình hết thì nó bị kiểu không biết sao nhưng mà nó bị kỳ anh em. Ừ, đối với tôi là vậy. Còn đối với bạn sao tôi không biết nha, nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là tôi gọi là thích những người ghét tôi nha. Thật ra thì không ai thích người ta ghét mình hết trơn á, chỉ là tự nhiên trong một ngày đẹp trời ở đó tự nhiên cả thế giới thích bạn cũng hơi sợ các bạn. Tôi cũng hơi sợ. Thật ra cảm giác nó rất là thích nhưng mà nó hơi sợ anh em, mà tự nhiên cảm giác thích tôi. Oh my god, nó kiểu dùng hết lắm mấy má. Nên là đối với anh Ti thì tôi chỉ giữ gọi là ý kiến trung lập thôi, với tôi không có ghét cũng không có thích bọn họ đó. Và tôi cũng hy vọng là các bạn cũng có thể làm được điều đó để đỡ nặng cái đầu đi các bạn. Tại vì các bạn cứ phải quan tâm gọi là anti fan nói gì về gọi là thần tượng, các bạn nói gì về gọi là những người mà các bạn yêu quý, những cái người mà các bạn yêu mến á, xong rồi các bạn đi cãi nhau với họ thì người mệt là các bạn thôi à. Mà tôi thì tôi không thích các bạn phải gọi là nặng đầu hay stress căng thẳng vì tụi tôi. Tụi tôi không thích cái điều đấy. Ngọc Dương, sao anh thích Ruby mà không tỏ tình? Ê, hầu như giờ các bạn đều có cái tư tưởng là thích là kiểu thích theo tình cảm nam nữ nha. Thật ra thích ở đây á mấy má, tức là tụi tôi thích nhau theo chỉ là tình cảm anh em thôi, tức là bây giờ tụi tôi làm việc chung với nhau, tụi tôi quay video chung với nhau, tụi tôi đi chớp chung với nhau. Và các bạn hỏi tụi tôi có thích nhau không? Không lẽ bảo không thích? Không lẽ bảo là tôi ghét cay nhất đắng Ruby? Thì tất nhiên cái thích ở đây nó mang nhiều nghĩa. Thích
khác yêu, khác thương. Mình hy vọng các bạn có thể phân biệt được ba chữ này. Thích, nó thích ở đây nó giống như kiểu là tôi thích quay chung video với Ruby, tôi thích làm việc với Ruby. Đó là cái nghĩa thích nó nằm ở đây là nó như vậy, chứ không phải thích ở đây là yêu, là thương, là phải tỏ tình đâu mấy ba. Oh my god. Nhưng mà không chỉ riêng bạn này đâu nha, tôi thấy có rất là nhiều bạn bây giờ cũng có cái suy nghĩ là thích là phải tỏ tình, là thích theo kiểu tình cảm nam nữ á mấy má. Tôi nhiều lắm luôn á. Và đặc biệt hơn cái là các bạn hay thích gọi là soi về cái đời sống riêng tư của thần tượng. Yeah, nên là mình hy vọng là mình sau khi mình giải thích rồi thì các bạn sẽ hiểu là thích ở đây không phải là thích theo kiểu nam nữ, kiểu yêu đương đâu mấy má nha. Ủa nó mày là nút gì vậy? Thì ra là hồi nãy mình dậm xuống đây mình chết là nó sẽ nứt cái này ra nè mà. Kgamer6881, anh chơi Blockfoot bên Roblox đi. Đang quay đen có series luôn. Và bạn nào cũng thích nào bên Blockfoot cho tôi, nhớ đây là bình luận phía dưới nha. Câu hỏi tiếp theo nữa nè. Trang Nguyễn Diều 6010, em thấy thi thoảng anh vẫn quay với chị Camui và chị Simi và Karen, nhưng không thấy quay chung với chị Sam và anh Thông á. Không kể anh dịch vì dịch đang bận ạ. Thật ra là có một cái điều này mà các bạn không biết, đó chính là càng ngày kiểu Sam với Phong kiểu càng cầu toàn á. Và Sam với Phong thì quay video rất là lâu, quay video cho Sam với Phong thôi, nghĩa là quay video kiểu hài đó, quay video cho bản thân mình thôi đó. Là một cái video của Sam với Phong á là kiểu quay phải mất đâu đó tầm khoảng gọi là 4-5 tiếng đồng hồ đó các bạn. Và khi mà quay xong á thì Phong với Sam rất là mệt, và mình không thể nào mà gọi là gọi hai người đó vào để gọi là quay video cho mình trong khi hai người đó đang mệt được. Cũng như Phong với Sam á là phải quay video bình thường, kiểu đầu tư hơn người bình thường rất là nhiều luôn anh em. Quay phải chăm chút từng câu thoại cái thứ nữa, chứ không có quay freestyle giống như mình. Thật ra thì mình cũng rất muốn rủ Phong với Sam quay, nhưng mà một ngày hai người đó quay video cho bản thân họ thôi là đã mất khoảng thời gian rất là lâu rồi. Mình mà rủ quay nữa thành ra là mình rất là khốn nạn luôn mấy má. Tôi thì đó giờ là cái video chất lượng cao duy nhất mà tôi có thể quay cho các bạn, đó chính là series zombie. Nhưng mà kiểu series, khi mà tôi làm series ấy, thì tôi cần người rất là nhiều. Và bây giờ thì tôi không thể nào mà quay series được, tại vì căn bản là mọi người đang bận, nên là sẽ không thể nào mà nhờ nhiều người được các bạn. Hầu như là trong video của tôi bây giờ là có thể là chỉ có mỗi Ru nè, hoặc là một vài thành viên khác ở trong team của mình, nó kiểu dạng vậy. Nên là nếu như mà các bạn có thấy mà mình không quay video với Phong hay Sam á, thì không phải là mình ghét Phong với Sam hay là mọi người ghét Phong với Sam đâu, mà chẳng qua là thời gian của hai người đó kiểu để quay một video cho các bạn coi là nó vốn dĩ là đã rất là lâu rồi, nên là bây giờ mà bọn mình còn nhờ vào nữa thì đâm ra là hai người đó sẽ không có thời gian cho một ngày luôn á. Nên là chỉ hy vọng mà các bạn thông cảm mà các bạn sẽ không đăng những cái video TikTok kiểu nói về cái việc gọi là trời ơi hero team đối xử tệ bạc với chị này vậy kia bla 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 bc ít đi ghét nữa. Đầu tiên bọn mình vẫn yêu thương nhau thôi các bạn ơi, chứ bọn mình không có kiểu bài xích hay là bài trừ ai đâu, nên là các bạn khỏi phải lo về cái vấn đề đấy. Okay. Bọn mình yêu thương bọn mình còn hơn các bạn nữa. Tại bọn mình là gia đình, bọn mình là anh em mà. Anh ơi, nếu ai đó nói anh lười biếng thì anh làm gì? Nếu mà ai nói tôi lười biếng thì tôi sẽ như thế nào? Thật sự nếu như mà tôi không lười thì cũng đâu có vấn đề đâu anh em. Tại vì căn bản là họ chỉ quan tâm con người á, con người ta chỉ quan tâm kết quả. Tức là nếu như kết quả làm tốt thì đó là một cái con người siêng năng. Còn nếu mà kết quả làm sai hay làm không tốt thì đó là một con người lười. Thì con người người ta chỉ quan tâm kết quả là chủ yếu thôi. Nên là mình không lười thì tại sao mình lại phải bận tâm, mình phải buồn nhỉ? Thật ra thì nhiều anh em cứ bảo tôi là miss livestream của các bạn là lười, là lương lẹo, là này nọ. Thì thật ra tôi cũng cười thì tôi cho qua. Thì vì các bạn là tôi biết là anh em cũng không có ác ý gì. Nhưng mà nếu như mà thật sự mà anh em nói câu đó mà anh em có ác ý với tôi á, thì thật sự là tôi cũng không cảm thấy kiểu ấy nấy đâu. Tại vì căn bản là một ngày tôi quay tận 4 video anh em ạ. Tôi quay 4 video một ngày. Và anh em còn kêu tôi lười nữa thì tôi cũng không biết là ai siêng luôn á. Tôi là cái thằng siêng nhất Hero Media rồi đó. Về cái mảng quay phim, quay video đó nha. Một ngày là tôi quay 4 video anh em ạ, là 2 Minecraft và 2 Roblox. Bởi vì một ngày á là tôi phải cố gắng để làm clip để bù cho Tết với cả những ngày lễ nữa. Nên là có những cái video mà các bạn thấy là tôi quay rất là lâu rồi, nhưng mà đến vài ngày sau tôi mới up. Đó là kiểu như vậy, là những cái video là tôi quay dự trù trước á anh em. Bây giờ không có cái video nào mà tôi quay xong tôi up liền hết trơn á, mà những cái video là tôi toàn cách ngày thôi. Còn các thành viên của Hero Media là có người vẫn còn phải gọi là quay ngày hôm nay xong mà đăng luôn. Đó, nó dạng vậy. Nên là nếu như mà có ai đó nói tôi lười biếng á, thì thật sự tôi nghĩ là tôi không cần phải quan tâm về vấn đề đấy. Tại vì các bạn là biết mà thật sự mình lười á thì mình mới buồn chứ. Còn mình siêng thì tại sao mình phải buồn? Bởi vì người ta nói mình lười đúng không? Ok, rồi và đến với cái cuối cùng. Cái này mình nghĩ là nó sẽ thuộc về gọi là cái tâm sự nhiều hơn là kiểu câu hỏi. Thì dạo thời gian gần đây thì mình có lên TikTok thì mình coi, thì cũng có rất là nhiều bạn kiểu bạn gây vua. Và thật sự là đến từ vị trí của fan Ruro khá là nhiều, và fan Ruby nữa. Và thật sự là Ruby cũng phải nói với mình một câu, đó chính là em bây giờ em
không có coi những cái tab của Ruro nữa. Tại vì mấy bạn toxic quá. Thật sự thì các bạn ship Ruro hay là các bạn kiểu làm về cặp ship Ruro hay các bạn làm về Ruby, làm về Siro, nó hoàn toàn bình thường. Và bọn mình rất hoan nghênh cái điều đấy. Bọn mình không có ghét, bọn mình không có ghét bỏ gì hết. Nhưng mà các bạn kiểu hạ người này xuống để nâng người kia lên á. Bọn mình làm việc chung với nhau, bọn mình là Hero Media. Bọn mình làm việc chung với nhau và bọn mình là anh em của nhau. Và các bạn tưởng tượng xem, có một người bảo người anh em của mình là phải làm thế này làm thế kia, và người anh em của mình dưới này dưới kia để nâng mình lên. Các bạn cảm giác, các bạn nghĩ cái cảm giác nó như thế nào? Và Ruby đang nằm ở trong cái cảm giác đó. Trong thời gian qua có rất nhiều bạn kiểu fan Ru á, vẫn kiểu chị tao kiểu như này như kia, không có siro chị tao vẫn lên được như đây. Thật sự mình công nhận với các bạn cái điều đấy. Mình công nhận với các bạn cái điều đấy nha. Bởi vì Ruby là một người rất có tài. Ruby có thể làm được mọi thứ. Và thậm chí là Ruby đã làm được nó bên Free Fire rồi. Có thể nhiều bạn kêu là Ruby không cần siro kéo thì vẫn có thể lên được kiểu như đây subscriber các thứ á. Kiểu như nôm na lại là các bạn bỏ qua hết tất cả những cái thứ mà mình chỉ cho Ruby, mình hướng dẫn cho Ruby, mình nói về Ruby. Sau đó các bạn nói theo cách đó, có thể ý các bạn không phải như vậy. Nhưng khi các bạn nói như vậy thì vô tình mình rất là buồn. Bởi vì nhìn chung lại á, thì các bạn phải biết một điều như thế này. Mình kéo Ruby từ bên Mini World lận, chứ không phải là đợi tới qua Free Fire. Mình và một vài người anh em ở bên Watch Team cũ là một trong những người đã hướng dẫn cho Ruby cái bước đi đầu tiên ở trên cái YouTube này. Hướng dẫn cho Ruby là làm YouTube là làm như thế nào. Hướng dẫn cho Ruby là khi mà up video hoặc là nói chuyện với khán giả là phải nói chuyện ra sao. Mình và những anh em trong Watch Team là những người đặt những viên gạch đầu tiên cho Ruby. Và cuối cùng thì cái thứ mà mình nhận lại đó chính là cái sự xài xể của các bạn. Tao chỉ fan Ruby thôi. Tao rất ghét Siro, nhưng từ khi Siro quay video với Ruby, tự nhiên cái tao lại thích xem. Nó buồn lắm anh em ạ, thật ra rất là buồn. Thà mình ghét từ đầu, chứ đừng có vì một người nào đó mà mới coi video của mình. Nếu các bạn ghét mình, hoặc nếu các bạn không muốn coi video của mình từ đầu, mình không ép các bạn phải làm cái gì cả. Thật ra đó là quyền của mỗi người thôi. Chúng ta được quyền lựa chọn cái thứ mà làm cho chúng ta cảm thấy vui. Nhưng mà không phải vì thế mà các bạn đăng những cái video hoặc là các bạn kiểu nói comment những cái câu kiểu như là các bạn hạ bệ một người nào xuống để các bạn nâng cao idol của bạn lên á. Trong khi bọn mình là anh em, trong khi bọn mình vẫn chơi chung với nhau. Và thật sự là không chỉ riêng gì bản thân mình hay là Hero Media hay là những người đã từng giúp đỡ Ruby, mà ngay cả bản thân của Ruby cũng cảm thấy khó chịu về cái vấn đề đấy. Và thật sự thì cái này là mình đã gọi là có nói chuyện với Ruby một lần rồi. Và Ruby bảo với bọn mình là Ruby chặn luôn cái tab Ruro, bởi vì có nhiều bạn toxic quá. Ruby đã chặn một vài bạn trong cái tab Ruro, bởi vì có nhiều bạn toxic quá và có những cái kiểu nói không hay. Và Ruby đã phải xin lỗi mình. Các bạn có cảm thấy quá đáng không khi mà các bạn bắt idol của bạn xin lỗi chỉ vì những cái câu nói của các bạn? Nếu như mình nói ra thì nó gọi là kể lể, nhưng mà mình không nói ra thì lại thành ra là tất cả những gì mà mình chỉ cho Ruby, từ những cái cách mà Ruby chơi Minecraft cho tới cái cách mà Ruby quay video hiện tại, nó đổ sông đổ biển hết chỉ vì những cái video edit TikTok của các bạn. Và nếu như mà các bạn cảm thấy vui vì cái việc mà các bạn cho idol của bạn đi xin lỗi bởi vì những câu nói của các bạn á, thì ok, mình cũng không có vấn đề với các bạn nữa. Mình chỉ là mình đang thấy thương cho đứa em của mình thôi các bạn. Bởi vì mình biết được cái cảm giác mà những bạn khán giả, những người ủng hộ của mình đi nói những cái người anh em của mình là thế này thế kia là như thế nào, bởi vì mình cũng đã từng bị rồi. Tại sao lại là phải là như thế, trong khi bọn mình là một gia đình, bọn mình là anh em của nhau các bạn nhỉ? Và những cái đó, những cái mình giúp đỡ Ruby đó, mình không có muốn các bạn nhắc đến hay là các bạn lấy đó làm lý do để nói Ruby thế này thế nọ thế kia. Bọn mình là anh em. Anh em bọn mình lên, bọn mình vui. Và cái khiến bọn mình vui hơn nữa đó chính là các bạn hòa thuận với nhau. Bọn mình là một gia đình mà. Tại sao phải cứ tách người này ra, tách người kia ra làm cái gì, đúng không? Và bọn mình cũng không muốn nhắc tới cái này ở đây đâu. Nhưng mà nếu mà mình không nói ra, mình buồn. Một vài người giúp đỡ Ruby buồn, và chính bản thân Ruby cũng buồn. Mình nói ra để cập nhật cho các bạn biết những cái thông tin mà những cái thứ mà các bạn làm, mà các bạn cho là đúng trong thời gian vừa qua, mà các bạn comment hay là các bạn làm những cái bài ở trên gọi là mạng xã hội đó, nó đã gây ra những cái tổn thương như thế nào đối với những cái người mà các bạn xem là thần tượng. Cái việc này mình đã nói chuyện với Ruby rồi nên là nó cũng đã được giải quyết rồi anh em. Mà mình chỉ hy vọng là sau này anh em kiểu đừng đăng hay đừng nói về những cái thứ mà mình không biết, hoặc những cái thứ mà các bạn cho là để hạ người khác xuống để nâng idol mình lên. Sự thì nếu như mà các bạn khán giả của mình á hạ một người nào đó xuống để nâng mình lên á, tôi cũng không có thích. Tại vì căn bản là nó làm như vậy kiểu như bị so sánh anh em. Mà mình thì mình cũng không thích bị so sánh với ai. Mình thích là chính mình hơn. Mình thích được so sánh với chính mình của ngày hôm trước. Mình thích được phát triển hơn mình của ngày hôm trước, chứ mình không thích phát triển hơn người ta. Phát triển hơn người ta để làm gì? Mình muốn mình là người hoàn hảo, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình ngày hôm qua.
chứ không phải là trở thành phiên bản hoàn hảo của mình ngày hôm trước. Và đối với Ruby thì vẫn một câu thôi: một người em rất tài năng và ham học hỏi, rất siêng. Và đó là tất cả các câu hỏi ở trong video ngày hôm nay của mình. Và sau cái video này thì mình chưa được nghỉ ngơi đâu anh em ạ. Bây giờ mình còn phải đi quay thêm một video Minecraft, hay là một video, hai video Roblox nữa, nên là có lẽ mình kết thúc video tại đây là được rồi anh em ạ. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu như bạn nào có bất kỳ câu hỏi nào mà các bạn muốn đặt ra cho Ro, hay bất kỳ những cái tâm sự chia sẻ nào, thì các bạn đừng ngần ngại để lại cái phần bình luận phía bên dưới nha các bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì tôi sẽ cố gắng nhảy qua bên kia. Ok, rồi video ở đây cũng đã kết thúc rồi. Và các bạn, và hẹn gặp lại bạn những video tiếp. Bye bye.